Hôm nay em lên nhiều mã hoa lan đang nụ cả nhà, đang nụ kèm theo đó có nhiều mã ưu đãi nữa, mã ưu đãi, mã sale nên là anh chị nhà mình xem đi. Có nhiều mã ưu đãi thì anh chị nhà mình có thể cả nhà mình tranh thủ cả nhà gộp đơn ha cho nó tiện ship. Rồi, mã đầu tiên F1 nè, F1 hoa lan đuôi sóc đang có nụ cả nhà, sắp hoa trắng tím và hoa thơm ngọt ngào lắm. Mã F1 giá 240.000 một chậu cả nhà, 240.000 một chậu sóc như thế này. 240. Dòng này thì rễ gió rất là khỏe, còn cây bên vườn em cả nhà ơi, gia lai nắng và gió, em trồng ăn nắng nè, rất là đanh, nên là về nhà anh chị nhà mình mùa này mùa nắng không sợ lo cây sốc nhiệt, không sợ lo khó chăm sóc gì đâu cả nhà ha. Lưu ý nếu mà nắng thì anh chị nhà mình tưới nước, mỗi lần tưới thì tưới đậm để cho nó đủ cái độ ẩm cho nó là được nha. Mã F2 giò này đang nụ nhiều lắm. Giò này đang nụ nhiều lắm, mã F2 giá 370. 370 nghe, sóc đang nụ. Sóc đang có nụ cả nhà ơi, về là chuẩn bị chơi hoa luôn rồi. Rồi tiếp theo F3 nè, mã F3 cái này là hoàng thảo vạch đỏ. Đây, hoàng thảo vạch đỏ này nó đang có cái bông này nó cũng gần tàn rồi, nhưng anh chị nhà mình yên tâm cái này là hoa đầu mùa thôi. Chứ còn đây nè, nụ để cho anh chị nhà mình chơi nhiều thì đây. Nụ thì đây nè cả nhà. Nụ hé trời nụ nè, giò này nụ nhiều lắm nha, mã F3 giá 370. F3 giá 370 cả nhà ơi, một giò, trời ơi anh chị xem nè, nụ nhiều lắm, cái giò này bung hoa ra đẹp lắm cả nhà, mà chưa kể vạch đỏ nó lại nở rất là bền cả nhà nha. Rồi F4 nè, F4 giò này thì thân cao hơn, giò này ui da, vấn tấp, giò này thân cao hơn anh chị nhà mình xem nè, đẹp không, nhìn đậm đà đặc sắc, cánh thì cong vút cả nhà ơi, rất là đẹp và hiện tại đang nụ trên thân. Đây, hiện tại đang nụ trên thân cả nhà ơi, những cái thân như thế này, thân cao thì càng cho nhiều mắt nụ nữa nha. Mã F4 giá 390 nghe, giò này thì thân cao cả nhà ha, đây nè, giò này thì thân cao lắm, đang còn nụ trên thân, giá 390 nghe. Đùi gà đang nụ, đang hoa cả nhà ha, mã F5. Một chậu đùi gà hiện tại là đang lên mầm tơ rất là nhiều anh chị ơi, đang lên mầm tơ rất là nhiều, nụ to nở như thế này thì anh chị nhà mình tới nơi là vừa bung hết hoa luôn nha. Lưu ý giúp em thì mùa này nè, nó đang gọi là gần cuối mùa đùi gà luôn rồi cả nhà, nên là nó còn một ít nụ thôi, anh chị nhà mình về nếu mà còn hoa chơi được thì ok ha. Mẻ này đang lên mầm gốc đẹp, chia sẻ giống cho anh chị nè, mẻ này đùi gà 450, mầm gốc lên dày ở dưới luôn cả nhà ha, xanh không, đùi gà rất là khỏe nha, 450 cả nhà ơi, 450 nha. 450. F6 nè, F6 mà anh chị nhà mình xem đùi gà ghép gỗ đẹp không, lên ghép gỗ cái là nó đẹp hơn nhiều, hơn hẳn luôn cả nhà ha, nhìn nó đẹp tự nhiên á. Đây nè, hoa đùi gà sẽ như thế này cả nhà ơi, đùi gà sẽ như thế này. Rồi mã F6 giá 550. 550 các anh chị nhà mình lưu ý ha, những mã này thì em bán nói chung cũng cân đối giá rất là mềm, hiện tại đang lên mầm gốc thì để cho các anh chị nhà mình sưu tầm có giống, còn mùa này mà đi nó nóng á, những cái mà đã nở lâu như thế này rồi nè thì em sẽ báo trước, nếu mà tới nơi trong quá trình vận chuyển nó nở lâu rồi, nó nở chẳng phải gần cả tuần rồi cả nhà, nên là trong quá trình vận chuyển có thể nó sẽ nhanh tàn hơn thì cả nhà mình hoan hỷ giúp em nha. Rồi mã F7 cái này là một giò huyết nhung đỏ cả nhà ơi, huyết nhung đỏ anh chị nhà mình xem nè, ghép lên đế gỗ có form cây cũng rất là bài bản cả nhà ha. Mã F7 giá 680. F7 680 ngàn. 680 ngàn một chậu huyết nhung đỏ cả nhà ha, huyết nhung đỏ. Rồi tiếp theo bạch nhạn. Bạch nhạn cả nhà ơi, mùa này bạch nhạn đang có nụ lên, nó hai người hết lay. Bạch nhạn mùa này đang có bắt đầu cồi nụ từ nách lá cả nhà ha. Bạch nhạn mã F8 giá 400. Trời ơi, một chậu như thế này anh chị nhà mình sưu tầm đi, cây ăn nắng nắng rất là đanh cả nha. Lá ngọn đang đi nha, mã F8 giá 400. Bạch nhạn hoa màu trắng cả nhà ơi, rất là sang trọng luôn. Rồi bạch nhạn em đang còn giò này nữa nè, mã F9, giò này thì 600, cũng đang nụ từ nách lá lên này cả nhà ha. Bạch nhạn thì hiện tại là đang vào mùa đó, mùa của bạch nhạn sẽ là tháng 4, tháng 5 cả nhà ha. Giò này 600, trời ơi cả nhà ơi, ghép gỗ rất là bài bản. Chậu này chia sẻ anh chị nhà mình giá có 600 thôi, còn có phần phí ship sẽ là 40.000 một thùng cả nhà ha, phí ship 40.000 một thùng. Phần ship thiếu thì em sẽ hỗ trợ cả nhà, những giò như thế này đóng phần thùng phí ship cao lắm. Rồi cả nhà ơi, tiếp theo mã F10. F10 em đang có cái này là long tu, hiện tại long tu xuân nó là cuối mùa hoa rồi cả nhà, nó cho hoa từ hồi tháng 2, tháng 3 á. Bây giờ cuối mùa rồi, mầm tơ lên thì một bản như thế này em trồng quy cách rất là đều nhau cả nhà ha, quy cách rất là đều nhau nè. Đó, nhưng mà mã này lên cho anh chị nhà mình về sưu tầm bài bản lắm không? Đều nhau mà mỗi giò của nó là mầm của nó là 8 cho đến 10 mầm. Sẽ còn mầm đi còn dài đẹp nữa, em bán cho anh chị nhà mình sưu tầm gộp đơn đi 85.000 một bản cả nhà ha, 85.000 một bản, anh chị nhà mình lấy hai bản cũng phí ship cũng 40.000 thôi,
Đó, phần ship thím hỗ trợ cả nha ha. Lưu ý giúp em, giá bán rất là rẻ. Rồi còn đây sẽ là hoàng thảo vôi. Vôi sẽ là hoa trắng tím và hoa thơm. Hiện tại bây giờ cũng cuối mùa rồi. Cái này là chủ yếu chia sẻ giống thôi, mà giống em bán giá rất là rẻ cả nha. 85 ngày 2 bản đây nè, hai bản cũng rất là đều nhau, ghép dớn rất là ok luôn rồi. Đó, nó sẽ còn dài hơn nữa, mà nó đi dài nó thòng xuống đẹp lắm. Mùa này nên có màu xanh như thế này trong nhà cả nha ha. Rồi vôi cũng 85 ngàn một bản. Anh chị nhà mình muốn lấy một bản vôi, một bản long tu thì anh chị nhà mình chốt. Mã vôi đó là mã, à này quên đọc mã ha. F11. Vôi thì sẽ là F11 cả nha ha. Nói chung anh chị nhà mình muốn lấy một bản vôi, một bản long tu thì cả nhà mình cứ báo cho em, phí ship vẫn như vậy, gộp đơn đi. Lấy 3-4 bản luôn đi cả nha, về treo ốp tường được cho nó xanh. Rồi mã cái này sẽ là F12. F12 cái này là dẻ hạt cả nhà ơi, hiện tại bây giờ cây đang thắt đọt, chuẩn bị xuống lá để cho hoa. Nha cả nhà ơi, dẻ hạt rừng cả nha ha, xuống lá để cho hoa thì trong mùa này chắc chắn luôn. Vận chuyển thì nó phải vàng hết lá. Tới tay các anh chị nhà mình phải vàng hết lá để nó xuống không còn cái lá nào nó mới cho hoa. Cả nhà mình lưu ý đối với dòng thân thòng như thế này nha. Rồi combo hai chậu cho anh chị nhà mình về treo nè, chơi hoa rất là thơm. Hai chậu giá 350.000. 350.000 cho hai chậu mà F12. Chậu nào cũng ok hết. Hiện tại anh chị nhà mình yên tâm, có những chậu mà đang bắt đầu nhú mầm gốc luôn. Chơi hoa xong thì mầm gốc nó sẽ lên rõ, lên cao và rõ hơn. Cả nhà mình lưu ý nha. Cứ chuẩn bị có hoa chơi ok luôn rồi, dễ hạt rừng cả nhà nha. Rồi mã F13 nè, F13 đây là một chậu gián thu. Hoa lan gián thu dòng này thì rất là hiếm cả nhà ha. Hoa màu tím rất là đẹp, hoa nở trên phần đầu, anh chị nhà mình có thể để bàn chơi. Mã F13 giá 950.000 một giò. Giò này thì ghép rất là nhiều lan anh chị. Hiện tại nụ ở trên nha, đây là nụ ở trên nè, còn nụ xung quanh này cả nhà thấy không? Nụ xung quanh em phải đưa tay vào nè, nụ xung quanh nè, nụ ở mắt trước nè. Đẹp lắm, giò này nụ tròn đều 950.000 xứng đáng. Mà tại vì dòng này thì cái giá trị nó cao cả nhà ha. Tại vì dòng này cái giá trị nó cao nên là anh chị nhà mình, cả nhà mình sưu tầm đi, nó rất xứng đáng luôn. Rồi mã F14 quế tím. Quế tím màu sắc rất là tươi, hiện tại đang còn nụ từ nách lá. Về nhà anh chị nhà mình còn vẫn còn hoa chơi nha. Quế tím mã F14 giá 290.000. F14 290 quế tím. Rồi F15 nè, F15 giò này thì phong cây nó không được đẹp cho lắm, lá ngọn vẫn đang đi khỏe nha. Phong cây không được đẹp nhưng mà được cái nụ nhiều. Anh chị nhà mình về có hoa chơi, mã này em bán giống nè, F15 giá 320, ghép lên đế gỗ bài bản luôn. Đó, chốt cái mã này lưu ý giúp em nha, do phong cây nó chưa được đẹp cho lắm thì em bán cái giá nó rẻ rẻ. Đó, anh chị nhà mình chốt mẹ đó là về nhà có nụ chơi. Rồi F16, giò này thì ghép tròn sum, hiện tại đang hoa, vẫn đang còn nụ cả nha ha. Đang hoa, hoa đây thì nó rất là tươi, hương thơm lại nhẹ nhàng cả nha. Quế tím mã F16 giá 470. Cái hoa này nó nở lâu rồi cả nha ha. Mùa này đi có thể nóng thì nó sẽ nhanh tàn thôi nha, chứ còn lại là vẫn đang còn nụ. Đó, còn nụ nên em mới lên cho anh chị nhà mình, chứ em cũng không gửi những cái mã mà để tới nó tàn hết hoa đâu. Đang còn nụ, mã F16 giá 470 nha. Giò này ghép tròn nha. Giò này ghép tròn, form cây to. Rồi tiếp theo một mã nữa cả nha ơi, cẩm báo hiện tại đang nụ, nụ nhiều nè, vòi nụ dài. Ôi giò này nhiều nụ lắm cả nha ơi, giò này nhiều nụ lắm nha. Giò này thì rễ gió rất là ưa ẩm, anh chị nhà mình có thể cả nhà mình tưới nước nhiều đậm nha. Lá nó sẽ còn căng đẹp lắm. 650.000, hoa lan cẩm báo, hoa vàng và đốm đốm báo nâu đẹp lắm cả nha ơi. Rất là nhiều nụ, giò này nhiều nụ lắm. 650 cả nha ha. Đó, phí ship vẫn 40.000, giò đó phí ship vẫn 40.000 đó. Phần ship thím hỗ trợ, cái giò đó phí ship cao lắm cả nha, 70-80.000. Tại vì em ghép lên trên nền cái đế gỗ, nó nặng á cả nha. Anh chị nhà mình về phần ship cả nhà mình vui vẻ nha, em cũng hỗ trợ luôn rồi. Rồi F18 nè, một chậu hoàng yến cả nha, hoàng yến hay còn được gọi là hỏa hoàng tím. Đó, bây giờ hôm nay nó bung nụ to to rồi nè cả nhà, về anh chị nhà mình sẽ chơi được lâu. Nó bung to rồi bắt đầu sắc hoa nó sẽ tím đậm hơn cả nha ha. Rồi mã F18 giá 750.000, hoàng yến 750 hỏa hoàng tím 750.000. Rồi F19 nè, F19 đây là một giò kiều tím đang có nụ cả nha ơi, một giò kiều tím đang nụ nè. Giò này thì đang nụ khá là nhiều luôn. Nụ này cả nha, nụ dưới nách lá nhiều lắm nha. Đó, mã F19 giá 750, phí ship 70.000 luôn cả nha ha. Đây là một cái cục gỗ to nè, phần ship thứ em sẽ hỗ trợ 750, phí ship là F19 70.000. Đó, phần ship thiếu hỗ trợ với cả nhà mình luôn á, nên là cả nhà mình cứ vui vẻ đi. Giò đây thêm một giò to đùng nữa nè. Rồi giò này F20, cái này là hoa lan nhện rừng, đang có nụ cả nhà ơi, vòi nụ nhiều lắm. Vòi nụ nhiều và dài, nó dài ra xong bắt đầu nó phân nhánh nó mới lên hoa cả nha ha. Vòi nụ dài mà F20 nè, một giò nhện rừng to đùng như thế này thôi, giá 700, phí ship 70.000.
Đó, cả nhà mình thấy không? Em bán cái giá nói chung là rất là ok thôi. Phí ship 70 ngàn, phần ship thêm hỗ trợ bán 700 ngàn. Giò này đang còn nụ nhiều cả nhà ơi. Nụ hai bên nha. Nụ hai bên, nụ ở trên nè, rất là nhiều, giá 700, phí ship 70. Rồi, F21. F21 cái này là một cái giò kiều tím ghép gỗ nè. F21 một giò kiều tím ghép gỗ, giò này hiện tại cũng đang nụ đẹp quá. Nụ như thế này thì tới các anh chị nhà mình là cũng chuẩn bị có hoa chơi luôn rồi. Thân cao dài thì vòi nụ nó cũng sẽ dài đẹp ha. Hiện tại là mầm gốc nó cũng đang lên nè. Mầm gốc cũng đang lên. Rồi F21 giá 750 luôn, phí ship 70 ngàn luôn cả nhà ha. Cái giò gỗ to này anh chị. Giò ghép gỗ to nặng, em bưng em gồng tay luôn á. Phần ship thiếu thì em sẽ hỗ trợ cả nhà ha. Phần ship thiếu hỗ trợ. Rồi, một mã kiều tím cuối cùng. Kiều tím thì bây giờ đang vào mùa của nó cả nhà ơi. Chưa kể là những cái thân á. Ngoài những thân đang cồi nụ, nó sẽ còn nhiều thân đang sưng mắc nụ cả nhà. Là về mình chơi liên tiếp và mình chơi được lâu cả nhà ha. Mã F22 kiều tím mà kiều tím rừng Cờ Bang Gia Lai nha. Mã F22 giò này sum lắm. Ui, to đẹp cả nhà ơi, xem nè. Một giò như thế này luôn, rất là đẹp. F22 giá 1.200.000, phí ship nó cũng là 70 ngàn luôn. Cái giò này phần ship thiếm hỗ trợ cả nhà. Cái này thì phí ship nó đâu đó nó không phải là ngoài 150 ngàn. Đó, em hỗ trợ hơn một nửa luôn là anh chị nhà mình vui vẻ rồi ha. Hiện tại đang nụ và mắt nụ cũng đang cồi rất là nhiều thân, giò nó nhiều thân lắm. Anh chị nhà mình chốt ha, phiên hôm nay nhiều mã.